Vâng, một phiên đầu tuần mà thị trường đã có những cái diễn biến phản ánh về cái tin Covid ở trong ngày cuối tuần nó diễn ra thực sự là nó cũng không mấy là bất ngờ. Khi mà thị trường ở phiên hôm nay của chúng ta đã mở cửa tạo gap giảm lên đến một tầm 24 điểm. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì thị trường đã có những cái nhịp hồi phục và kết phiên trong cái vị thế là chỉ giảm có 8 điểm thôi. Nếu như xét về cả yếu tố về số lượng mã tăng giảm thì chúng ta thì thấy được là cái số lượng mã tăng là 187 mã. Nó thấp hơn rất là nhiều so với số lượng là 293 mã. Thì liệu là đây nó có phải thực sự là một cái dấu hiệu rất là xấu không khi mà số lượng mã giảm nó áp đảo hoàn toàn so với số lượng mã tăng? Đi kèm với đó vẫn là một cái mức thanh khoản nó lên đến là hơn 31.000 tỷ như thế này. Thì và mà có một yếu tố nữa chúng ta thì nhìn thấy được là gì? Là phiên hôm nay giảm 8 điểm nhưng mà trong cái vị thế là cái mã cổ phiếu VIX này nó đã kéo chỉ số lên đến khoảng tầm hơn 6 điểm như này, 6,6 điểm. Thì liệu đây có phải là những cái dấu hiệu xấu hay không? Và những cái yếu tố này nó đang nói lên được những cái điều gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube cộng đồng CP2833. Em là Lê Thanh Tùng, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Thì đầu tiên thì với những anh chị nào mà xem video của em lần đầu thì là các anh chị có thể là ủng hộ em bằng cách là các anh chị bấm nút like cũng như là bấm vào phần đăng ký kênh để có thể theo dõi thường xuyên các video của em ra nhé. Và các anh chị nào mà cảm thấy loa nhỏ ấy, âm lượng nhỏ thì các anh chị có thể bật to lên giúp em nhé. Thì quay trở lại với thị trường của chúng ta. Thực ra thì sau khi mà kết phiên hôm thứ Sáu thì chúng ta mới nhận được những cái tin tức liên quan đến Covid, tức là yếu tố về cái biến chủng mới. Thì những cái này thì chúng ta sẽ không thể biết được trong những cái ngày cuối tuần sau phiên, mà em thì thường xuyên là sẽ làm cái kết phiên để cho các anh chị có thể là có những cái mà sẽ có những góc nhìn nó được sát với thị trường hơn cũng như là nhanh nhất. Thì thực ra ấy, thì cái yếu tố này nó không bất ngờ. Nó không bất ngờ. Cũng như là nếu như các anh chị nào mà đã xem video của em từ ngày xưa ấy, thì các anh chị cũng đã có chứng kiến được một cái nhịp nó tương tự như này, nó không khác gì nhau đâu. Nó không khác gì cả. Thì thực ra em đánh giá nó rất là bình thường. Cái bình thường ở chỗ nào? Ra cái yếu tố mà phiên hôm thứ Sáu vừa qua thì khối ngoại bán ròng lên đến hơn 1.700 tỷ đồng. Đó, 1.700 tỷ đồng. Và sau đó thì thị trường tiếp nhận những cái thông tin liên quan đến Covid. Thì trên các diễn đàn rồi rất nhiều cái trang mạng đều đưa tin cũng như là đều các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều lo sợ sập. Thì em đánh giá đây là những yếu tố rất là bình thường và sẽ không sập được. Đó. Em đánh giá hôm nay là một phiên tích cực chứ không phải là một phiên là xấu. Em sẽ khẳng định luôn về cái gọi là quan điểm về cá nhân để cho chúng ta cũng không cần phải đưa ra những cái nó 50-50 hay là nó nước đôi gì đó không. Cái này thì em không cần. Lý do bởi vì sao? Bởi vì nếu như xét về thông thường nhá, nếu như số lượng thị trường giảm 8 điểm này, số lượng mã giảm này nó áp đảo hoàn toàn so với số lượng mã tăng thì đây đều rất là xấu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy được có những yếu tố để chúng ta sẽ làm căn cứ nhận định thị trường một cách nó bình tĩnh hơn. Thứ nhất là khi mà trên các diễn đàn dợp trời đều là những cái bài viết hô sập, lo sợ thị trường sập thì thông thường là thị trường sẽ không sập. Cái thứ hai đó là gì? Chính cái việc thị trường mở cửa tạo gap giảm rất là mạnh hôm nay nó cho thấy là thị trường không thể sập được. Cái yếu tố thị trường mở cửa tạo gap giảm mạnh như thế này và sau đó tạo được một cây nến xanh như này thì nó đôi khi ấy, là đây là theo cái góc độ nhìn nhận của em ấy, đánh giá đây là tạo lập họ mượn cớ để đạp thị trường xuống theo đúng cái gọi là cái đà tâm lý. À, nhỏ lẻ đang sợ sập thì phải cho thị trường mở cửa tạo gap giảm thật là mạnh để cho thị trường sợ, đúng không ạ? Có phải nếu như các anh chị khi sáng nay mở mở phiên ra, các anh chị thấy thị trường giảm 24 điểm, các anh chị hoảng, rất hoảng đúng không? Mà không cần đến hôm nay, 2 ngày cuối tuần vừa rồi chắc chắn là các anh chị cũng đều lo sợ. Bởi vì bản thân em thì cũng trong 2 ngày cuối tuần thì cũng nhận được rất là nhiều cái tin nhắn của các anh chị. Tùng ơi, liệu mai chúng ta có phải bán tháo hay không? Chúng ta phải nên bán hoặc hạ tỷ trọng ngay từ đầu phiên hay không? Thì em cũng đều trấn an cho các anh chị. Nếu các anh chị có bán thì bán thứ Sáu đi. Chứ còn đến phiên thứ Hai thì các anh chị đừng bán nữa. Đó. Dù cho thị trường có giảm, các anh chị cũng đừng bán nữa. Ít nhất các anh chị hôm nay không bán, em chưa nói chuyện mua nhé, không bán nữa làm cái thành công rồi. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn nhận về cái góc độ gọi là góc độ về mặt cá
cái diễn biến từ ngày xưa nó đã như vậy rồi. Đó. Khi mà nhỏ lẻ hô sập thì sẽ không sập, nhỏ lẻ sợ sập thì sẽ không sập. Và cái thứ hai là chính về cái việc mà thị trường mở cửa tạo gap giảm như này, đây chính là một yếu tố mà em đánh giá. Đây là cái yếu tố của tạo lập, họ mượn những cái thông tin một cách rất là hợp lý để người ta đạp thị trường xuống. Bản thân đây là tối hôm 27 là hôm đây là hôm thứ bảy này. Thì bản thân em cũng đã có trấn an cho các anh chị là gì? Là trên các diễn đàn hô sập, các room hô sập thì theo góc độ cá nhân em đã trải qua cũng như đã phân tích rồi thì thông thường là thị trường sẽ không sập mà chỉ có những cái diễn biến bán tháo đầu phiên thôi đấy này. Đó, và chứng kiến sự hồi phục mạnh sau đó. Đó. Thì bản thân những cái này ấy, thì là em cũng đã từng phân tích cho các anh chị rồi, nếu như các anh chị có xem lại nhá. Các anh chị đã từng theo dõi thì các anh chị có thể xem lại cái video sau dịp nghỉ lễ. Đây này, đây là video trước đó nhá, là em đã phân tích cho các anh chị là chiến lược cho dịp nghỉ lễ 30/4 này. Sau khi nghỉ lễ này, trong cái kỳ nghỉ lễ đấy thì chúng ta chứng kiến được những cái thông tin liên quan đến dịch Covid đúng không ạ? Thì em đã có làm một cái video. Đó là một cái video để mà trấn an cho các anh chị trước cái ngày giao dịch. Đó là ngành nào sẽ bứt phá sau kỳ nghỉ lễ, các anh chị nào mà chưa xem thì các anh chị cứ xem lại nhé, bật lại đúng video này nhé. Thì đây chính là cái thời điểm mà cũng tương tự này này. Đây, đây chính là kết phiên đây 29/4 nhá. Thì đến kỳ nghỉ lễ thì trong nghỉ lễ xong ấy thì là em có làm một cái video thì phân tích là đến ngày hôm tới này là ngày hôm ngày 4/5 này. Đó. Thì các anh chị nên mua nhá, chứ đừng các anh chị đừng có bán. Và anh chị đã theo dõi ấy, thì cũng đã chứng kiến được là sau đó thị trường đã có một cái nhịp tăng tốt như thế nào. Đầu tiên là sự hồi phục thị trường và sau đó thị trường đã có tăng tốt như thế nào. Thì thời điểm hiện tại nó cũng tương tự là như vậy. Đó. Và bản thân thì dù cho không có yếu tố liên quan đến Covid thì cái phiên giảm điểm ngày 26/11 nó cũng là một phiên giảm điểm rất là bình thường. Bởi vì sau khi mà thị trường đã tăng 3 phiên mạnh đó. Hôm trước thì em cũng đã phân tích rồi nhé, các anh chị nào chưa xem có thể xem lại nhé. Đã tăng 3 phiên mạnh thì một nhịp điều chỉnh này nó cũng là một nhịp điều chỉnh cần thiết và rất là bình thường. Đó. Do đó thì thị trường của chúng ta không có gì xấu đâu. Hiện tại là chưa xấu nhé. Ít nhất là xét đến phiên nay thì các anh chị đã không bán, nó đã là một thành công rồi. Còn đâu ở những cái phiên sau ấy, rất có thể cái tình trạng đua lệnh, anh chị sau khi bị mất hàng ạ, các chị thấy thị trường xanh điểm trở lại. Đó, thị trường mai mà tăng tiếp nhá, rất rất dễ là các anh chị sẽ đua lệnh lại, và chính những cái thời điểm sau này mới là những thời điểm nguy hiểm. Em giả sử một cái trường hợp này. Em giả sử trường hợp là thị trường đang phân phối nhá, hoặc là tuần chị chuẩn bị có những nhịp bán mạnh nhá. Thì đây nhá, em giả sử thôi nhá. Thì chắc chắn là phim này tay to họ sẽ không thể ra hàng. Đấy là điều chắc chắn. Bởi vì với việc là thị trường đã có những tin xấu như thế rồi mà nhỏ tay to mà người ta ra hàng ấy thì chắc chắn là không có lượng lượng cầu nào vào bắt đâu. Họ bán cho ai? Nhỏ lẻ có đang sợ chết khiếp đúng không ạ? Thì làm sao mà có cái lượng cầu đối ứng vào được đúng không? Thì do đó chắc chắn hôm nay là tạo lập họ sẽ là mua. Cái này chắc chắn hôm nay là tạo lập người ta mua. Thì họ phải mua để mà đẩy chỉ số lên này. Đó, sau khi mà nhỏ lẻ thấy à hôm nay chỉ là một phiên mất hàng thôi thì sau đó mới đua lệnh vào ở những phiên sau. Đây là giả sử thị trường có chiều hướng là sập nhé. Đây là giả sử chứ không phải bảo là thị trường mấy hôm tới sập nhé, để cho các anh chị nghe rõ nhé, không có lại sau này lại lại có comment lại những cái comment dưới video như thế thì nó không hay đâu. Đó, em giả sử nhé, thì nó mới có thể là phân phối được, còn hiện tại thị trường của chúng ta chưa xấu. Dù cho phiên hôm nay là VIX có kéo lên đến 6,6 điểm thì thị trường hôm nay cũng không phải là xấu. Đó, để cho các anh chị là có thể là bình tĩnh giao dịch. Bản thân phiên hôm nay thì bên em cũng không bán đâu. Bên em vẫn canh, ví dụ như là cổ phiếu của EVS này, cổ phiếu này cũng hơi tiếc. Từ cái bên em đã canh từ cái phiên hôm trước. Từ vùng giá 40 này, vùng giá 40 và hôm nay tiếp tục nâng lên từ 41 cho đến 42 đây này. Đó, thì cổ phiếu này thì nó đang có những dấu hiệu là dòng tiền vào rất là khỏe. Hai phiên thị trường có những cái áp lực bán nhưng mà cổ phiếu này gần như nó không có, gần như nó không gặp những áp lực bán nào quá lớn. Thế đây là cổ phiếu mà thực ra cái thanh khoản nó thì cũng ở mức vừa vừa thôi, thì là các anh chị cũng lựa vốn nếu như các anh chị muốn tham gia. Đó,
thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút với đầu tiên là về mặt thị trường nhé, để cho anh chị có thể an tâm. Quay trở lại với một số những mã cổ phiếu thuộc VN30 cũng như là nhóm ngân hàng, thì chúng ta sẽ nhìn vào một số cổ phiếu. Thì VIX thì thôi không bàn nữa, Vinhome thì cổ phiếu này đang có dấu hiệu là có dòng tiền vào tương đối tốt nhé. Anh chị nào có thì anh chị vừa nắm, thì còn cái điểm mua thì chúng ta sẽ thực ra là có thể tham gia giải ngân dần được. Theo em thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi, chúng ta sẽ chờ những cái điểm mà nó sẽ test lại, chúng ta sẽ vào sau. Đó thì với cái cách mua của Vinhome ấy, thì chúng ta sẽ mua theo hai cái lý do. Lý do thứ nhất là bản thân dòng tiền của nó, và lý do thứ hai là nếu như chẳng may thị trường mà có sập, thì thông thường là thị trường cũng sẽ phải kéo một vài mã chốt nào đó, thì có thể là Vinhome sẽ là một trong những mã đó. Đó các anh chị nhé. Ngoài ra nếu mà xét về cái dòng tiền tốt ấy, thì em cũng đang đánh giá là có FPT. FPT hôm nay thì giảm điểm, nhưng mà thực ra thì em đánh giá là cái việc mà test nền của nó phía này tương đối là tốt. Đấy là một trong những cổ phiếu mà các anh chị mà có thì các anh chị cứ nắm thôi. Còn cái điểm mua mới thì chúng ta sẽ canh khi nào mà nó vượt cái vùng giá 100 chúng ta sẽ mua. Xét về nhóm ngân hàng nhé. Xét về nhóm ngân hàng thì chúng ta sẽ đi điểm qua một số mã cổ phiếu ngân hàng như là ACB. ACB hôm nay thì mặc dù là giảm điểm nhưng mà nó vẫn giữ được cái vùng nền cũ cũng như là tạo được một cái biên giá xanh này này, biên giá tăng, thì em đánh giá vẫn là ổn. Anh chị chưa có hàng thì vẫn có thể là mua được nhé. Đó, hoặc là thí dụ như chúng ta sẽ nhìn vào một cổ phiếu hôm nay ấy. Cổ phiếu này thì nó cho điểm mua rất là tốt này. Điểm mua của nó là lý do tại sao đến HD Bank nhé. Thứ nhất là cái dòng tiền lớn tham gia rất là tốt rồi. Thứ hai là phiên này nó về nó lấp cái vùng gap này. Đó, thì có thể trong những phiên tới nha, nó sẽ có một cái nhịp tích lũy ngắn ở đây này. Đây sẽ là cái điểm mua cho anh chị được nhé. Đó, hôm nay nó hấp thu lại rất tốt những cái dòng tiền bán ra nhé. Nhà này bán bao nhiêu là tổ chức họ hấp lại bấy nhiêu nhé, rất là tốt nhé. Hoặc là thí dụ như là của VP Bank, đây là cổ phiếu mà phiên hôm nay ấy, em đánh giá là nó có một cái phiên mà nó hấp thụ lại cái lượng cung hàng bán ra rất là tốt, cũng như là giữ lại được cái vùng nền ở đây. Và cái biên nó giảm tuy là 2% đấy, nhưng mà em đánh giá nó không xấu đâu. Anh chị nào có hàng thì anh chị vẫn nên nắm, và chúng ta sẽ có thể là canh tham gia được với mã cổ phiếu này. Đó. Đối với thí dụ như là Techcombank thì thực ra thì cổ phiếu này thì nó sẽ yếu hơn dòng ngân hàng một chút. Nó không phải đến từ cái việc mà giảm 3% đấy nhá, nó không phải đến từ cái yếu tố này, mà nó đến từ yếu tố là khi nó về nền đây này, nó vẫn gặp những áp lực bán của nhỏ lẻ nhiều. Đó thì em đánh giá là nó sẽ hơi yếu một chút nhưng chưa xấu. Đó. Để cho anh chị là có thể an tâm nắm giữ. Đây là cổ phiếu mà em vẫn canh có thể là mua thêm đối với anh chị nào mà chưa có. Lý do tại sao mà nó hôm nay thì nó không hôm nay bị nhỏ lẻ bán hơi hơi nhiều đây này. Bởi vì thông thường nhé, thông thường nếu như tổ chức họ bán ấy thì chắc chắn là họ sẽ phải kéo lên cơ. Họ sẽ không bán trong những phiên này đâu, chủ yếu phiên bán hôm nay nhỏ lẻ bán là chính nhé. Dù cho là thanh khoản nay lên đến là 28 triệu cổ phiếu, nhưng bởi vì cái thanh khoản cổ phiếu này thì là nó thường xuyên nó thu hút được cái lượng lớn nhà đầu tư tham gia, cho nên là với thanh khoản này em vẫn đánh giá là chủ yếu nhé, là sẽ là nhỏ lẻ bán hôm nay là tương đối là nhiều. Đó, tại sao họ không bán ở những cái phiên này đi, mà tại sao phải chờ đến cái phiên giảm nhiều như này rồi họ mới bán, đúng đó. Thì đó là một số những cái góc nhìn của em. Ngoài ra thì đối với một số những mã thuộc dòng dầu khí thì nó đang yếu, dòng thép thì là em đã phân tích rất là nhiều rồi. Tại thì chúng ta vẫn chưa nên tham gia nhé, nó vẫn đang đang là cái vùng gom hàng. Chúng ta sẽ không nhận định nó là phân phối nó sẽ đạt tiếp ở đây, nhưng mà ít nhất là chúng ta nhìn lại những cổ phiếu tự như STB từ ngày xưa này. Đó, STB từ ngày xưa hoặc là rất nhiều các mã cổ phiếu khác sau những cái nhịp rơi này thì nó cần phải có một khoảng thời gian nó tích lũy lại rất là dài, đúng không? Thì HPG và dòng thép ấy, hiện tại nó cũng đang tương tự như vậy. Đó, nó cần phải có những cái nhịp tích lũy, chúng ta chưa biết khi nào đâu. Thì chúng ta sẽ chờ ở những cái nhịp sau. Hiện tại là thôi chúng ta hãy bỏ qua. Nhưng anh chị nào mà đang nắm thì thực ra thì giờ bán rất là khó, bán giờ rất là dễ đáy. Nhưng mà nắm tiếp thì thực ra thì theo em là nó cũng sẽ chôn vốn thôi, thì cái điều này là cái điều mà các anh chị đang có phải chấp nhận. Còn mua mới thì thôi, tạm thời chưa nên tham gia. Dòng chứng khoán nhé, thì em sẽ đánh giá một số cổ phiếu hôm nay có dòng tiền vào khá tốt như là có SSI. Đây cũng là cổ phiếu mà bên em đang nắm thì bên em cũng không có bán ra đâu. Bên em cũng mua từ cái vùng giá là 41.8 đến 42 đây này. Hiện tại mức lãi cũng đã khoảng tầm hơn 30% rồi. Thì bên em vẫn nắm thôi. Cái mục tiêu tiếp theo thì chắc sẽ lên đến đây, em sẽ hướng dẫn lại cho các anh chị nhé.
Chúng ta sẽ vào cái công cụ đầu tiên là chúng ta mở trên web nhé. Ở trên trên điện thoại cũng có nhưng mà em sẽ hướng dẫn cho anh chị ở trên web nhé. Anh chị bấm vào cái hình là các công cụ này. Đó. Thì được nó đến cái phần Fibonacci thoái lôi này. Anh chị chọn ở một cái khoảng thời gian, thí dụ như là các anh chị chọn khoảng thời gian này nhé. Anh chị sẽ chọn từ cái đỉnh cao nhất này. Đây là chính cái phiên ngày 9/9 này. Cái đỉnh cao nhất này. Anh chị kéo từ đây cũng được nhá, nhưng miễn là cái đường giá nó trùng với cái đỉnh là được. Đó, từ cái vùng đỉnh này các anh chị kẻ càng chính xác bao nhiêu thì là cái target nó sẽ chính xác bấy nhiêu. Đó, thì đến cái vùng giá thấp nhất trong khoảng thời gian này thì cái phiên này là phiên giá thấp nhất này. Phiên này hoặc là phiên này, miễn phiên nào mà cứ vùng giá thấp nhất thì các anh chị kẻ số nhá, cái đường dưới này. Sau đó thì nó sẽ có những cái mức ở đây này, các chị có thấy là cứ lên đến những cái vạch này nó gọi là những cái tỷ lệ vàng nhé. Thì nó có những cái dấu hiệu là chững lại cái đà tăng đúng không? Đó. Thì hiện tại thì cổ phiếu này thì cái target tiếp theo nó sẽ rơi vùng giá 57. Từ 57 cho đến là 60. Hoặc là chúng ta sẽ vẽ rộng ra một chút nhé. Rồi từ cái phiên phiên đỉnh cái phiên ngày mùng 2/7 nhé. Kéo xuống này. Đáy này. Đó, đáy trong cả một khoảng thời gian đúng không ạ? Đó thì cái mức target tiếp theo thì nó lên đến vùng 59. Đó, thì chúng ta sẽ target từ 59 cho từ 57 cho đến 59 nhé. Đó, gọi rộng ra gọi là rồi từ 57 cho đến 59. Đây là những cái mức target tiếp theo. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn vào cái dòng tiền này. Đó, dòng tiền nó đang vào rất là tốt thì chúng ta cứ lựa dần thôi. Cứ lựa nhá. Chứ không phải là cứ đến vùng target đấy chúng ta bán. Nếu như đến cái vùng target đó các chị mà đánh theo target ấy, thì các chị sẽ đến cái mức đó là chúng ta sẽ bán ra. Còn đâu hiện tại thực ra thì thí dụ như là gần như là chả có nhà đầu tư nào lỗ ở mua khi mua cổ phiếu này cả. Thì các chị có thì tạm thời cứ nắm thôi, còn đâu là lời có lời thì chốt bao nhiêu thì tùy kỳ vọng thôi. Đó. Hoặc là thí dụ như là BVS nhá, hôm nay cổ phiếu này giảm điểm nhưng mà nó giảm trong cái chiều là dòng tiền vào hấp thu rất là tốt thì các anh chị vẫn nắm được. Chúng ta sẽ chờ ổn định giá một chút là chúng ta vẫn có thể tham gia được. Hoặc là thí dụ như ORS nhé. Cổ phiếu này giảm điểm nhưng mà em đánh giá vẫn rất là tốt này. Đó thì cổ phiếu này thì các anh chị nắm thì cũng phải xác định là nắm nó lâu lâu hơn một chút. Em đánh giá đối với cổ phiếu này nhá thì chúng ta sẽ phải nắm lâu một chút. Đó. Còn đối với như cổ phiếu của SSI ấy, thì nó vào cái form tăng giá rồi. Nó vào form tăng giá cũng như là dòng tiền vào rất là quyết liệt rồi thì chúng ta cứ nắm và cái tốc độ tăng nó sẽ nhanh hơn so với ORS. Hoặc là thí dụ như là cổ phiếu của SBS chẳng hạn. SBS thì hiện tại này nó cũng đang ở cái vùng hôm trước em cũng đã vẽ cho anh chị đúng không? Nó vẫn đang nằm trong cái vùng này. Ta vẫn nắm được, chưa có gì mà xấu về phải bán cả, đúng không ạ? Ok. Vậy thì em cũng đã có hướng dẫn qua cho các anh chị rồi. Thì về cái góc nhìn thị trường nếu như các anh chị mà có những ý kiến thì các anh chị là có thể là đóng góp bên dưới. Và cũng như là hôm nay thì em cũng nhận được tương đối là nhiều những cái phản ánh của các anh chị. Thực ra thì là trong những cái phiên như thế này này thì có xảy ra những cái tình trạng về nghẽn lệnh cũng như là không đạt được lệnh, thì thực ra ấy, thì công ty nào thì cũng sẽ phải gặp phải thôi vì áp ở Việt Nam mà. Thế thì chỉ có là nó bị nhiều hay bị ít thôi. Tất nhiên là công ty nào cũng bị, bên em cũng bị, nhưng mà cái mức tần suất thì nó cũng thấp thôi, nó chỉ bị một khoảng thời gian ngắn. Nếu còn em hôm nay nhận được thậm chí là nhiều áp công ty khác nó đang gặp những tình trạng thường xuyên luôn, không chỉ phim này mà rất nhiều những phim trước. Nếu như các anh chị muốn trải nghiệm với những cái chất lượng cao hơn cũng như là muốn tham gia đối với khách hàng bên em thì là các anh chị có thể là tham gia mở tài khoản VBS và gắn ID 3246 lên tổng của em là được. Đó thì cách thức như nào thì các anh chị cứ liên hệ tới em. Ngoài ra thì các anh chị còn được hưởng cái phí giao dịch rất là ưu đãi ở thời điểm hiện tại, đó là gì, là các anh chị được miễn phí giao dịch trong vòng 1 tháng đầu. Từ tháng thứ hai thì các anh chị miễn phí giao dịch cơ sở nhé, trong 1 tháng đầu, và từ tháng thứ hai thì các anh chị sẽ được hưởng mức phí là 0,13%, rất ưu đãi cho các anh chị nhé. Dạ vâng, thì chi tiết như nào các anh chị cứ liên hệ với em. Vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ.